Này anh Phương, ở Bình Thuận đang hướng dẫn khách định lượng bằng cái bơm định 250. lượng bấm xi lanh. Cái bóp lên 50 nhá. Đấy, 50 này. Nhả 50 nữa là 100 này. Đó. Còn nếu đợt sau là anh vặn cái này nó thấp xuống. Là lấy 25 thôi. Nếu mà nó chưa được anh lại nhả nó xuống lại. Có nghĩa là nếu mà còn nhiều thì phải xả bỏ cái nha. Nhiều thì mình giảm áp suất lại. Đó. Xả cái được rồi. 30 này, 30 thì 50 xuống chút mình nữa. xuống chút nữa này. Có nghĩa là cái bấm định lượng này thì nó hoàn toàn nó chính xác. Nó chính xác. Chính xác rất là 100% cao. rồi đó. Cái này thì nó chuẩn hơn cái thằng bóp cò chứ. Đây này, 25, 26, 27. Giảm chút xíu nữa là đúng 25. Này, 25 xác này. 25. 25 anh nhả lên 50 này. Anh thử bấm lại coi nó đúng 25 không? Để coi là cái chính xác của cái này như thế nào. Đấy. Đó, đúng 25 25 nhá. Luôn. Chính xác, đúng bật 25. Đó, 50. Bấm hai cái lên 50. Thì nó dễ dàng là nó chỉnh là 100% chứ còn ba cái kia thì tất nhiên anh bóp thì như mình thanh niên nó nhanh. Còn ba ông bà già phụ nữ. Khu vực Bình Thuận thì ta thích xài cái loại này hơn tất cả các loại khác không? Đúng không? Đúng rồi, cái khu vực này là họ thích, nó gọi là nó chuẩn chứ nó không có có như cái kia là định lượng của nó là không chính xác, nên họ hay ngại cái bệnh đấy. Thì cái này nếu mà của vườn xanh tốt sẽ có cái logo và thường hoặc là nó sẽ có cái tem dán ở trên đây, có cái biểu tượng cây cao su. Cái biểu tượng này mình lấy từ năm 2018 rồi. Thì nếu mà mai mà cái này mà nếu mà thấy nó nhẹ quá không có thì sang cho đổ cái lò xo nó cứng như cái này thôi, nó chả có gì, chứ không phải là nó bị liệt được. Cho nó nhẹ tay mình, nếu mà cái này giờ đi 1.000 cây thì mệt á, đi nhiều hơn mệt á. Rồi cái này anh khóa lại á, rồi sau đó anh kiểm tra cái này nếu mà nó không có bị giảm á, đó có nghĩa là khí là mấy này nó không bị rò rỉ. Rồi khi mà anh khóa lại hết hai này á, mà anh thấy cái này nó giảm, cái này nó giảm á, là anh biết là khí nó bị rò rỉ. Bỏ chi uổng anh. Từ từ để ý là để ông ấy để khỏi định vị luôn này, bữa sau ông khỏi phải sấy lại á. Chẳng hạn mai thử xem nó có lên không. Nhớ cái mức này đấy, cái bút sáng nó cháu ý là đây. Ông đỡ phải xoáy ra chứ vô là cứ định vị luôn phải không? Ý vậy đấy không? Thì bây giờ cái để mai là mai bơm 100 đi. Cái định vị không, nếu 100 thì mai anh phải cho nó lên nữa, chung nãy là xuống 25 rồi. Thì mai bơm lúc đầu phải bơm 100 chứ. Thì 100 nhưng mai mốt là ông cũng vẫn phải làm lại thì ông bơm 25 mà. Còn anh cứ làm theo cái cách này đó, anh cứ bỏ vô định lượng cái xi lanh này thì đó. Giờ 40 tăng lên. Nó phải tới cái đó bật đỏ ra đó. Sao đó anh nhớ cái vị trí này là sao, anh dặn đúng cái vị trí. Đấy là 100 chứ còn nếu mà xuống chắc chắc đúng về vạch 47 thêm chút xíu nữa. Còn 47 với 49 thì cũng được. Như vậy thôi. 49 50. Đấy, rồi đó. Nó phải tới đến 100 là phải tới cái vạch này, còn chắc 25 thì tới đâu. Này đã thử giảm xuống mức 25 đúng không? Dạ đúng rồi. Ủa mà sao không đưa xi lanh về anh tự anh làm luôn cho khỏe. Xong đưa cho anh mà. Đưa tôi không biết lấy cái gì. Lấy gì làm. Cái này mình hướng dẫn thôi đúng không? Hướng dẫn họ đây mà. Anh cứ tưởng anh làm xong rồi nhớ vị trí đây, về anh làm đúng theo vị trí này xin lành đó, bao nhiêu tiền thôi đưa anh về anh làm luôn. Mình căn cái này thôi. Chỉ căn cái này thôi, còn cái kia chỉ có mở ga thôi. Mở ga thôi. 26. Cái này chắc chỉ
nó hết ga rồi là đúng rồi. Nó không không chuẩn đâu, nó hết áp, nó hết áp. Được rồi đó, rồi biết rồi đó. Cách làm thì anh cứ về làm theo cách đó là được. Cái khâu định lượng này rất là quan trọng của cái phương pháp lấy mũ bằng khí nè. Khí nhiều quá là cây nó bị ảnh hưởng, quá sức cây, nên định lượng càng chính xác đó thì cái mình điều khiển mũ nó càng tốt. Những cái vườn mà anh làm trong năm 2018, 2019 đó thì tỷ lệ thành công của họ là bao nhiêu anh? Nếu thế thì đạt gần 100% hết, có ai sao đâu mà. Ở bên Thuận em thấy cũng có nhiều khu vực là họ tháo bỏ hoàn toàn á. Không thế ở đâu chứ, còn như tôi lấy cái chanh tốt này là toàn bộ chưa thấy ai có ý kiến gì. Bỏ là người ta nói là sợ nó ăn rồi nó thọ cây nó cũng có. Không phải, là biết sao. Họ làm 2 tháng họ bỏ, tại vì cái mũ giảm rồi độ giảm do không. Tất nhiên có nghĩa là có quy trình để mà mình lấy cái mũ nó vừa sức cây, nó không có vượt quá sức cây. Rồi nếu mà anh quá sức cây á thì nó cứ mũ nó giảm độ giảm liên tục về. Lấy mũ không đừng có ham nhiều quá, dạ. Nó chỉ bình bình cái giá nó bình bình là được rồi. Với lại vấn đề hai là vấn đề khí nữa, nó phải chuẩn. Có nhiều cây cong không? Dạ. Có nhiều cây cong phải lấy cái ống dài á. Đây là cái định lượng bấm xi lanh. Thì bên mình có rất là nhiều bên họ nhái theo nên mình có thể là phân biệt là dựa vào cái logo nè, cái logo bên mình, và thường nó sẽ có thêm một cái tem. Cái tem bể bên mình, ngày tháng chẳng hạn, cái bình nó sẽ có cái tem. Cái tem là bao gồm là ngày sản xuất nè, và cái lượng khí trong bình nè, và cái lượng khí, cái bình có khí nè, và trên bình nó sẽ có cái khối lượng của cái bình. Thì đảm bảo là cái lượng khí này nó hoàn toàn nó chính xác, tại vì người dùng có thể là tự mình cân và so sánh, khi mà hết khí thì nó chắc chắn là cái lượng khối lượng mà chênh lệch giữa khi mà bình đầy với bình sẽ hết nó sẽ là chênh lệch 1 kg. Nên là bên mình là hoàn toàn minh bạch những cái này hết, và khí là 99,95%, nó hoàn toàn là tinh khiết, và những cái 0,05% còn lại là nồng độ rất là ít và nó không ảnh hưởng cây. Còn nếu mà sử dụng khí 95% thì cái 5% còn lại có rất là nhiều khí mà khi cái bên nhà sản xuất họ không đảm bảo, họ chỉ đảm bảo là 95% là cái khí ethylene, còn 5% nếu mà có khí độc hay những cái khí mà không tốt cho cây á thì nó sẽ ảnh hưởng cây rất là nhiều đó. Nên tùy vào cái giá cả mà mình có thể là mình chọn mắc hơn một chút để lấy cái khí 99,95% cho an toàn. Thì bên mình là người đầu tiên phát triển cái phương pháp này và tuân theo cái nguyên tắc là trước giờ là toàn bộ là cái nguồn khí là 99,95%, đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và có kiểm định. Rồi, xin chào mọi người nhé.